Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở bài tập toán lớp 5, tập 1 chân trời sáng tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 47 đường tròn hình tròn trang 118. Viết vào chỗ chấm đường tròn và hình tròn. Như vậy chúng ta phân biệt được cái đường tròn và hình tròn ha. Cái đường này, cái đường giống như chúng ta suy nghĩ là cái con đường ấy, ví dụ như con đường chúng ta đi vậy nè, nó vòng tròn lại. Đó. Thì gọi là đường tròn. Ở đây được gọi là một cái tổng thể như thế này. Và được gọi là hình tròn tâm. Tâm ô. Đó, được gọi là một cái hình tròn. Còn khi mà chúng ta vẽ một cam ba này. Đầu chì của cam ba vạch trên tờ giấy là một cái đường tròn. Nè, ví dụ như từ đây nó xuất phát từ đây. Nó vòng từ từ nó vòng lại đây. Nó gọi là một cái đường tròn. À. Là một đường tròn. Chúng ta qua tiếp theo. Vậy phân biệt là đường tròn hình tròn á. Cái hình tròn thầy nhắc lại nè. Cái hình tròn là cả cái mặt như thế này, làm cả cái có tâm luôn. Còn cái đường là chỉ một con đường vậy, một con đường vậy thôi. Con đường có thể là đường thẳng, đường cong, còn đường tròn. Đường thẳng về cái đường thẳng này chúng ta cũng đã học rồi đúng không? Đường cong cũng đã học rồi. Chúng ta qua tiếp theo cái phần là bán kính, đường kính của hình tròn. Bán là một nửa của đường kính. Ví dụ như ta đây, ở trong cái hình tròn này thì từ AB xuất phát từ bên này đi qua bên này và đi qua tâm thì gọi là đường kính. Một nửa của đường kính là bán kính, ví dụ như OB là bán kính, OM là bán kính, OA là bán kính. Như vậy trong cái hình này chúng ta sẽ có là 1, 2, 3 cái bán kính. Và này là có một cái đường kính. Nối tâm O với A trên đường tròn. Đoạn thẳng OA là đây, OA đây là bán kính. Bán là một nửa nha. Bán kính của hình tròn. Trong này chúng ta sẽ có tất cả những bán kính bằng nhau. Một cái hình tròn này chúng ta vẽ rất là nhiều bán kính nha. Chúng ta vẽ xuống đây, qua đây, qua đây. Chúng ta vẽ vô số bán kính, chứ không phải là có 3 cái bán kính đâu. OA bằng OB. Tất cả những bán kính bằng nhau. Và OM. Đường kính, tất cả những đường kính trong một hình tròn này bằng nhau. Đoạn thẳng AB nối hai điểm A và B của đường tròn và đi qua tâm O gọi là đường kính. Đường kính của hình tròn. Trong một hình tròn, tất cả các bán kính có độ dài là bằng nhau. Đường kính là dài là gấp 2 lần bán kính. Đường kính dài gấp 2 lần bán kính. Chúng ta qua tiếp theo. Cái bài số 1. Quan sát hình vẽ rồi viết vào chỗ chấm theo mẫu. Bài mẫu. Hình tròn tâm B. Tâm B đây. Bán kính là BA. BA. Và bán kính là BC. Đường kính là AC. Rồi. Tiếp theo. Tiếp theo thì đường tròn tâm. Tâm C. Tâm C. Tâm C đây thì nó là. Nó đây. Rồi. Đường tròn tâm C thì bán kính là CB và CD. Và đường kính là BD. Tiếp theo là hình tròn tâm D. Hình tròn tâm D đây thì bán kính là DC.
CD gì cũng được. À, tiếp theo là và D DE và đường kính là CE. Chúng ta qua tiếp theo bài số 2, sử dụng Canva để vẽ hình tròn theo hướng dẫn trong sách giáo khoa. Vẽ hình tròn tam ca bán kính là 4 cm. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái trong sách giáo khoa. Đây. Sử dụng Canva để vẽ hình tròn tam o bán kính là 3 cm. Bước đầu tiên chúng ta chấm một chấm và chúng ta cho điểm điểm O vào, điểm O vào. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy cái thước và chúng ta sẽ kéo cái Canva ra. Đây người ta họ cho là bán kính là 3 cm. Bán kính là 3 cm. Thì đây chúng ta kéo từ số 0 và tới số 3 lấy cái thước. Rồi sau đó thì chúng ta lấy cái đầu, cái Canva nó có hai cái đầu. Đây. Một cái đầu đầu nhọn và một cái đầu ra mực. Cái đầu nhọn này thì chúng ta chấm vào ngay chỗ mới nãy chúng ta chấm mới nãy đó. Chấm vào rồi chúng ta xoay. Còn trường hợp người ta họ cho cái đường kính nè, ví dụ như người ta họ cho cái đường kính thì chúng ta phải chia hai ra rồi chúng ta lấy bán kính. Tại vì từ đây tới đây nó là bán kính, chúng ta lấy bán kính. Chứ chúng ta là không có lấy Canva được là đường kính được. Chúng ta phải lấy bán kính. Ví dụ như chỗ này người ta họ cho đường kính ví dụ là 6 cm thì chúng ta sẽ chia làm hai ra là bằng 3, ví dụ vậy. Thì tóm lại là bước 1 là chấm cho điểm O, bước 2 kéo Canva ra đo đường kính rồi người ta cho bán kính là bao nhiêu chúng ta kéo ra rồi sau đó chúng ta vẽ. Bây giờ chúng ta vẽ ở đây. Người ta yêu cầu là tam ca ở đây. Chúng ta chấm ở đây. K. Rồi bán kính là 4 cm. Bây giờ chúng ta lấy cái thước đây, đó. Và 4 cm chúng ta kéo từ đây qua đây. Đó, được chưa? 4 cm. Rồi. Chúng ta khi mà chúng ta kéo xong chúng ta đừng có đụng hai cái ngàm này. Đừng có kéo ra kéo vào thì nó sẽ bị sai cái bán kính đi. Chúng ta cầm ở trên đầu này hoặc là cầm một bên thôi, đừng có cầm hai tay mà kéo ra kéo vào thì nó sẽ bị sai cái bán kính. Rồi cái đầu sắt này nè, chúng ta chấm vào cái chấm cái nãy rồi chúng ta xoay xoay ở đây thì đây cái cam bao của thầy nó vướng cam vướng cái điện thoại quay thì thầy sẽ kéo ra ngoài ha, thầy sẽ xoay đây xịt ra ngoài tí xíu. Rồi bây giờ chúng ta đè cái này nó hơi hơi mạnh mạnh hay xíu, còn cái bên này nó sẽ hở hở nó sẽ hỏng 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 lên hỏng hỏng lên rồi chúng ta sẽ quẹt quẹt như thế. Ở đây nó vướng cái máy quay cho nên thầy sẽ xoay nó hơi bị khó, chứ còn nếu như không vướng thì thầy sẽ nó xoay một cái một thì nó sẽ xong thôi. Rồi như vậy thì thầy đã nó vẽ xong nhưng mà hơi mờ tại vì cái đó là bút chì. Như vậy đó chúng ta đã vẽ được một cái hình tròn là tam ca và bán kính là 4 cm. Rồi chúng ta qua trang tiếp theo. Câu B, vẽ hình tròn tam C đường kính là 10 cm. 10 cm thì chúng ta sẽ tính ra là bán kính là bán kính là lấy đường kính chia 2. Như vậy là 10 ta chia cho 2 là bằng là bán kính là 5 cm. Đó, phải chuyển về bán kính chúng ta mới làm được. Rồi ngay chỗ này là tâm C đúng không? Chúng ta cũng tương tự vậy, chúng ta chấm cho một cái C. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy cây thước và chúng ta lấy cái Canva. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ kéo ra là bán kính là 5. Rồi. 5 rồi. Rồi chúng ta để cái đầu sắt này vào đây. Rồi chúng ta đè cái đầu sắt này xuống. Rồi cái này chúng ta hỏng hỏng sơ sơ thôi.
này vướng mới quay, cho nên thầy sẽ quay nhiều lần, chứ còn nếu không có vướng thầy sẽ quay một lần một thôi. Đó, như vậy chúng ta sẽ vẽ được cái hình tròn và tâm C, và đường kính là 10 cm. Chúng ta kiểm tra lại thử ha. Đây, chúng ta xem coi phải 10 không. 10 là cái đường kính của nó từ đây qua đây. Đó, 10 cm này à. Từ đây qua đây này, 10 cm. Được chưa? Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 1. Số đo bán kính của hình tròn là 2 cm, 2,5 cm. Rồi đường kính của hình tròn như vậy là cái bán kính là bằng một nửa hình tròn, như vậy là bán kính là một nửa của đường kính. Như vậy chúng ta lấy đường kính thì chúng ta sẽ nhân cho 2 nè. Chúng ta lấy cái bán kính nhân 2. Sao anh vẽ thầy đang gặp rắc rối hay sao mà kỳ kỳ. 2 ta nhân 2 là bằng 4 cm. Rồi, muốn tìm đường kính ta lấy bán kính nhân 2. Như vậy ta lấy 2,5 ta nhân cho 2 là bằng là 5 cm. Rồi người đây người ta hỏi cho là đường kính, muốn tìm bán kính thì ta lấy đường kính này ta chia cho 2. 7,2 ta chia cho 2 là bằng là 3,6 mấy. Tóm lại bán kính là bằng một nửa đường kính gấp 2 lần bán kính. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.